Ngày 5 tháng 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, Bộ Công an Việt Nam phối hợp cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng và Cục chống ma túy, Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tổ chức hội nghị lần thứ 3. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 cho biết, Việt Nam và Campuchia có đường biên giới dài 1.137 km với 10 tỉnh giáp biên với Campuchia, có 12 cửa khẩu quốc tế, 12 cửa khẩu chính, 26 cửa khẩu phụ và nhiều lối mở qua lại hai bên biên giới. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn tiềm ẩn nguy cơ. Cụ thể gần đây các đối tượng đẩy mạnh hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào, Thái Lan về Campuchia. Sau đó tìm cách vận chuyển với số lượng lớn qua biên giới các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh nội địa hoặc vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ về cơ chế trao đổi thông tin. Cục C04 tiếp tục duy trì trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma túy với Cục chống ma túy Campuchia thông qua đường dây nóng được thiết lập từ năm 2019. Các tỉnh đối biên của hai nước tích cực triển khai trao đổi thông tin qua các văn phòng liên lạc qua biên giới của hai nước. Năm 2022, Cục C04 phối hợp với Cục chống ma túy Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia phá 4 chuyên án điển hình. Trong đó đã bắt giữ 5 đối tượng truy nã nguy hiểm cầm đầu nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào Việt Nam. Bên cạnh đó, Công an 10 tỉnh tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia phát hiện bắt giữ trên 2.000 vụ, hơn 3.000 đối tượng. Đây là các minh chứng điển hình cho sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước trong năm qua. Cục trưởng Cục C04 chia sẻ khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia được xem là địa bàn nóng về tội phạm ma túy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua xuất hiện tình trạng người nước ngoài lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập kẽ hở trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu với danh nghĩa là du lịch, đầu tư kinh doanh. Sau đó các đối tượng móc nối với các đường dây trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty bình phong để sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.